Tại buổi trao đổi kinh nghiệm công tác quốc phòng quân sự địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh, giảng viên, học viên lớp đào tạo, chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng đã được nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giới thiệu trao đổi một số nét về kết quả công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, kết quả công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, công tác xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phân tích trao đổi một số nét về tình hình và kết quả phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, kết quả triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm của Hà Tĩnh trong việc phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, công tác phối hợp quản lý biên giới, công tác quản lý tình hình nội biên, ngoại biên, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại quốc phòng. Buổi trao đổi đã giúp cán bộ học viên Học viện Quốc phòng có thêm nhiều thông tin bổ ích và những kiến thức kinh nghiệm thực tiễn, từ đó vận dụng linh hoạt vào quá trình giảng dạy cũng như thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị,